Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu một chiếc tủ lạnh đến từ thương hiệu Hafler của Đức nhé. Và cùng xem chúng có gì đặc biệt. Ở đây thì thương hiệu Hafler chắc hẳn là cũng đã không quá xa gì với mọi chúng ta rồi. Và đây là một cái tủ lạnh hai cánh độc lập, hay còn gọi là tủ lạnh side by side, có mã số đó là 534.14.020. Thì theo như những cái thông tin mà Hafler có đưa ra thì đây là một cái sản phẩm có bộ lọc vi khuẩn và công nghệ inverter, có nghĩa là chúng ta sẽ tiết kiệm được khá là nhiều năng lượng khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Hơn nữa thì màn hình đèn LED điều khiển cảm ứng mà chúng ta có thể thấy ở đây thì cũng có thể là sẽ tùy chỉnh được theo những cái chế độ mà mình mong muốn. Thì mình cũng sẽ nói kỹ về cái sản phẩm này một xíu. Ví dụ như ở đây, thông thường thì tủ lạnh nó sẽ ở cái chế độ là khóa 3 giây. Chính vì vậy khi mà mình muốn mở, mình sẽ tự động mình phải ấn giữ ở đây thì bắt đầu tủ lạnh mới mở ra. Điều này cũng sẽ đảm bảo cho cái việc đó là không có, ví dụ như trẻ em đôi khi mở cửa tủ thì nó sẽ bị vô tình nó làm rò rỉ ra bên ngoài. Tiếp theo nữa, ở đây thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm nó sẽ có 4 chế độ. Đây mọi người có thể thấy ở đây hết 4 chế độ khác nhau, và nó sẽ có những cái chế độ ví dụ như là làm lạnh nhanh để mà mình có thể là làm lạnh một số thứ nó nhanh hơn, hoặc là cái chế độ kỳ nghỉ. Thì cái chế độ kỳ nghỉ là như thế nào? Thông thường thì khi mà gia đình chúng ta đi ra ngoài hoặc là có một kỳ nghỉ hè chẳng hạn, thì cái việc mà để tủ lạnh, những cái loại tủ lạnh thông thường đó, nó sẽ để tủ lạnh chạy như vậy thì nó sẽ rất là hao ga nè, tốn điện cho mình nữa. Thì với tủ lạnh của Hafler, nó có cái công dụng đó là nó sẽ chuyển sang cái chế độ kỳ nghỉ nếu như mà bạn chọn cái chế độ đó, và nó cũng sẽ tiết kiệm năng lượng nhưng mà vẫn giữ những cái thực phẩm ở bên trong tủ ở một cái mức vừa phải, ổn định nhất. Tiếp theo nữa đó là cái chế độ Eco, có nghĩa là mức nhiệt cho hai ngăn, và cụ thể là nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho mình rất là nhiều. Hơn nữa thì ở cái tủ lạnh này nó cũng sẽ có cái bộ lọc than hoạt tính ở phía bên trong để mà có thể là ngăn mùi và cũng như là sẽ không có mùi tanh của những cái sản phẩm như là thịt hoặc là cá. Ở sản phẩm này thì cũng sẽ đã bao gồm cái dây cấp nước và tiêu thụ điện năng năm hàng năm đó là 575.78 kW/năm. Ở phía bên trong đây là cái phần ngăn mát mà mình muốn giới thiệu đến mọi người. Thì chúng ta có thể thấy ha, nó rất có rất là nhiều những kệ 1, 2, 3, 4, và một cái hộc ở phía bên dưới, cái hộc đựng rau củ nè mọi người. Đó, khoảng cách giữa các ngăn rất là lớn, và ở đây thì chúng ta cũng có thể là sẽ thay đổi cái khoảng cách ngăn theo ý mình. Ở phía bên này sẽ là cái ngăn kệ mà mình có thể đựng nước này, đựng trứng hoặc là một số những thực phẩm mà mình thích. Đây có rất là nhiều kệ đựng. Còn ở phía bên này là cái phần làm đông. Đây tủ đông cũng rất là lớn ha, 1, 2, 3, 4 có tới 4 cái kệ để mà mình có thể đựng rất là nhiều những đồ đông trữ. Ở phía bên này thì cũng sẽ là có một cái hộc riêng để ví dụ như mình sẽ đựng cá hay thịt, những cái món đồ tươi ở phía dưới chẳng hạn. Rồi, ở đây thì mình cũng sẽ có thêm một cái ngăn để làm đá nè. Và sau đó là mình chỉ cần ấn nút vặn này thì đá nó sẽ rơi xuống cái hộc, mình lấy hộc ra. Khi mà với những loại tủ lạnh thông thường á, thường cái khả năng làm đá nó không có riêng biệt như vậy, thì thường đá nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái mùi thực phẩm ở trong tủ lạnh, mình rất là không thích. Chính vì vậy Hafler là một cái lựa chọn rất là xứng đáng. Vì chính vì vậy để mà có thể lựa chọn sản phẩm này, các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới đó. Bye bye.